Chào mọi người, mình là Thiết ở Sa Thầy. Hôm nay mình xin phép chia sẻ về cái sự lành liền da của phương pháp cạo mụn nhỏ áp dụng kết hợp với khí Etrian của mình làm được. Năm nay là sang năm thứ năm. Những năm đầu tiên là mình khoan thì không tính, nhưng mà khi mà sang cái áp dụng cạo mụn nhỏ này thì đây là nửa năm đầu tiên của mình làm. Đây, mình cạo cái miếng một miếng đây, năm đầu tiên mình sẽ áp dụng là cạo một miếng. Nhưng mà khi đến năm thứ hai thì bắt đầu là mình áp dụng là cạo hai miếng nhỏ, kết hợp hai miếng nhỏ thì giờ nó đã liền ra hết rồi đó. Và năm ngoái thì đây, năm ngoái mình cạo hai miếng này, đây năm ngoái mình cạo hai cái miếng này đó. Tiếp tục năm nay mình sang bên đây, mình cạo hai cái miếng bên đây nè, kết hợp hai miếng nhỏ bên đây nữa đó. Sự liền da của mình cạo cực kỹ. Hồi xưa của mình là cạo truyền thống này, những cái năm đầu tiên mình cạo truyền thống này từ chỗ này đó, và chạy lên 20 phân, 30, 40 phân, tầm khoảng 45 đến 50 phân cho cái miếng to như thế này trong vòng một năm đây đó. À, khi mình sang áp dụng cạo vào miếng nhỏ của mình như này, cái miếng của mình thì nó đã chỉ có bằng này thôi mà nó đã liền đẹp như thế này rồi. Đấy, đây là năm ngoái đây. Đấy, mới năm ngoái thôi. Đây là năm trước nữa đây. Và đây là năm trước nữa. Đó, hồi xưa mình đã cạo 2 năm là đục 2 năm truyền thống rồi. Đây, năm đầu tiên mình đục truyền thống này. Cũng bốn mấy đến 50 phân. Mà mình đục thì bắn chim. Đây, cái năm thứ hai mình cũng cạo truyền thống đây. Cũng bốn mấy đến 50 phân. Đó. Đó là mình canh cái gốc này thôi, chứ còn canh cái ngọn đây nó tới 3 gang nữa cơ. Còn đây là phương pháp áp khí đây. Thì cả có 3 năm thôi. Đã 3 năm rồi. Đó. À. Nửa năm đầu tiên này. Năm thứ hai này. Năm thứ ba này. Đó. Và đây là năm thứ tư thì mình lại chỗ này thôi. Nó mình chia một vòng ra là được khoảng 3 năm rưỡi, mình chia được 7 miếng. Đó, 7 miếng là mình cạo được khoảng 3 năm rưỡi cho cái một vòng như thế này. Còn hồi xưa mình thì chỉ cần 2 năm thôi là đã thấy đi cả khúc rồi. Nhưng mà cái đai thì nó chỉ có này, nó tầm khoảng 18 phân. 17 18 phân. Rồi, chúc mọi người tham khảo.